Chinh phục 5 quốc gia châu Âu trong một hành trình: Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Áo, Đức. Thời gian 9 ngày 8 đêm, siêu ưu đãi 49.900.000 đồng. Cùng Vietstourist trải nghiệm hành trình tuyệt vời với những điểm đến xinh đẹp, nổi tiếng tại Pháp hoa lệ, lãng mạn. Ghé Thụy Sĩ yên bình, được mệnh danh là trái tim của châu Âu. Trả bước Ý, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa được UNESCO công nhận là những thành phố đẹp tựa như tranh. Dạo chơi tại Áo, nơi sở hữu cảnh sắc thiên nhiên, núi rừng hùng vĩ, kiến trúc các tòa nhà mang đậm chất cổ kính. Hơn thế nữa, còn ghé nước Đức vô cùng nổi tiếng với lễ hội bia hay những tòa lâu đài kiến trúc châu Âu trung cổ đồ sộ. Đặc biệt, bay thẳng Bamboo Airways, không transit, khách sạn chuẩn 3 sao, hướng dẫn viên kinh nghiệm vui vẻ. Điểm nổi bật, tham quan làng Hohenstatt, Áo di sản của thế giới, Venice, thiên đường của nước Ý, Milan, kinh đô thời trang của thế giới, lâu đài Chillen. Bên cạnh hồ Geneva xinh đẹp của Thụy Sĩ, thành phố Colmar, một trong những thành phố đẹp yên bình nhất nước Pháp, ghé thăm Chamonix, thị trấn xinh đẹp, khám phá thành phố lịch sử Trier nước Đức, mua sắm tại phố sầm uất nhất thành phố Frankfurt. Wow, còn gì tuyệt vời hơn nữa, đặt tour cùng Vietstourist ngay nào!